Dạ em lười làm mọi thứ luôn chị, là cả việc nhà, cả công việc, cả học tập, mọi thứ chị ơi. Ủa vậy ai làm? Em đang sống với ai? Ở nhà em thì có một cái chị giúp việc á. Thành tự nghĩ chị sẽ qua làm giúp em, em sống em từ ly một tí vậy. Chị thôi thôi thôi. Em có hai công ty về marketing và đào tạo người mẫu. Hàng chị nãy giờ tôi thấy fashion quá trời. Và em đến đây với hy vọng là sẽ tìm được một nửa của cuộc đời mình. Em sợ nhất là những người đàn ông mà bạo lực đó chị. Anh sẽ quánh bằng cây bông hồng chẳng hạn. Ít nói ít. Đánh em bằng tiền cũng được kia. Đánh em bằng tiền cũng được kia. Đánh bằng tiền cũng được hả? Trời cái này vui à nha. Dạ. Mình có cháu nào chưa em? Em có. Hiện tại em cháu đang sống với mẹ chị ạ. Em cảm thấy là mình đang cần một cái sự ổn định ấy. Nhưng hiện tại thì cảm thấy rất là muốn có một cái hậu phương vững chắc. Cũng sẽ... Và quý vị khán giả hãy nhanh chóng đăng ký và tham gia ngay community ghép đôi thần tốc trên Viber để bắt đầu bình chọn. Và mini game đầu tiên, hãy dự đoán xem nhân vật chính của tuần này sẽ lựa chọn ứng cử viên nào để bước vào vòng gặp mặt. Và sẽ có 5 khán giả may mắn có đáp án mà chính xác nhất, sớm nhất sẽ có cơ hội nhận một giải thưởng đặc biệt trị giá 4 triệu đồng tiền mặt sẽ được chuyển khoản trực tiếp ngay từ ban tổ chức luôn. Và 4 giải khuyến khích, mỗi giải khuyến khích là một cái thẻ cào điện thoại trị giá là 500.000 đồng. À, mini game thứ hai thì hãy dự đoán cặp đôi vào vòng gặp mặt rồi thì họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không, và sẽ có bao nhiêu người có đáp án bình chọn giống như bạn. 5 khán giả có lựa chọn chính xác nhất và dự đoán số người trùng đáp án với mình gần đúng nhất sẽ có cơ hội nhận được một giải nhất trị giá 2 triệu đồng tiền mặt được chuyển khoản trực tiếp từ ban tổ chức, 4 giải khuyến khích, mỗi giải là một thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng.